Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Em Đức Tiến 30 tuổi ha các bác. Đó. Hôm nay thì lấy được ít ly giữ nhiệt nữa về nha các bác. Đó. Ly giữ nhiệt đây. Cái ly giữ nhiệt này thì đó. Thì bán lẻ là 80 ngàn một cái nha các bác. Bán lẻ là 80 ngàn một cái. Ly này thì uống bia, uống đồ gì ngày Tết, ngày Tư ha. Hoặc là nhà bác nào có hay có công việc đó, ha, hay tổ chức tiệc tùng đó. Uống cái ly này thì rất là lợi đá ha, lợi đá mà nó sạch ha, nó không bị ra mồ hôi nha các bác. Mua một lần có thể dùng được 20 năm đến 30 năm đó. Nhà con nít thì nó cũng không rơi bờ, nó không bị bể ha. Ly giữ nhiệt. Đây bán lẻ 80 ngàn một cái ha, bác nào lấy 10 cái thì là 70 ngàn ha, 70 ngàn một chiếc nha các bác. Đó. Nay về được mấy chục cái nữa này. Cái hàng này là hàng hot nhất mà từ lúc em bán hàng bãi đến bây giờ ha, hot nhất. Các bác nào mà đã đặt rồi thì giờ đặt lại rất là nhiều ha. Rồi đá mài cô đô ha, đá mài cô đô này thì cũng còn rất là nhiều ha, số lượng ha các bác. Rất là ăn thép ha, rất là ăn thép luôn ha các bác. Độ mịn của nó là 1.000 với 6.000 ha. Cũng có nhiều bác mua rồi phản hồi lại là đá xài rất là tốt ha. Rất là ăn thép luôn nha các bác. Đây. Đó. Rồi đá này thì 180 một cục ha các bác. 180k một cục. Rồi, hôm nay lên mã A nha các bác. Đó, đầu tiên là vào mã A1 đây ha. Đó. A1 là một cái ghim bấm ha. Một cái ghim bấm này. Đó, nó còn mấy cái ghim nữa ha. Ghim bấm này nó rất là nhẹ nhàng các bác, nó không giống như ghim mấy cái của Việt Nam. Mấy cái Việt Nam thì ghim nó một hồi cái ghim lâu lâu nó bị cứng các bác, nó cứng nó không xuống ha. Đó, hàng của thằng gì đây ha, họ Gia Ban nha, mát ở hàng của thằng mát, mát đây, mát Gia Ban, dấu kiểm định đầu các kiểu ha. Rồi con này bán 40k. A2 là một con kẹp taro ha các bác. Đó, một con kẹp taro. Nó chú có chữ K gì đây ha, KT5. KT5. Đó. Một con kẹp taro. Rồi, con này bán 130k. Rồi, A3 là một cái con đề ba mini ha các bác. Đề ba này thì về có thể gọt trái cây hay là các bác làm cái gì đó nhỏ nhẹ, làm cà rô cái đồi nó nhỏ nhỏ ha các bác. Lưỡi 12 năm. Bản ngay bản đo đo giữa dao đây ha. Là 3/6, 3/6 3/7 vậy. Rồi, giữa dao dài 5 ly nha các bác. Giữa dao dài 5 ly ha. Đó. Con này khâu đồng ha. Khâu đồng không có chữ. Rồi, con này thì bán 130k. Đề ba mà bán 130k ha các bác. A4 là một cái cây đục ha. Đó, cái này khá là dài. Dài 30 rồi nè các bác. Đó. Bản rộng của nó là 4/4, 4/3, 4/3 ha. Đó, rất là nặng ha các bác. Rồi, con này thì bán 101. Hết. Đúng rồi. Rồi. Quay video mà thằng con nó đang trực chờ này các bác, nó trực chờ nó phá đồ. Nè. Rồi, bộ đục nha các bác.
Nè, bộ đục gồm 5 cây. Đó. 5 cây còn rất là đẹp ha. Trả thước cho ba, đưa thước cho ba. Rồi, con nhỏ này thì 5 ly ha các bác. Đó. Con này là 8 ly. Đó. Con này là 1 phần rưỡi. Con này là 2 phần 4. Con này 3 phần rưỡi. Đó, một bộ như thế này thì bán 270k. Bộ 5 cây ha các bác. Rồi, A6 là một cái cây kéo lạ ha. Đó, kéo lạ không biết để cắt tỉa cái gì đây các bác. Thua rồi. Đó, cây này hôm bữa em có bán này ha, cây này bán 90k. Rồi, A7 ha. A7 nó là một cây súng gì đó các bác. Súng gì đó ha. Đó. À, đít nó đây nè. Như kiểu là cái súng xịt thuốc sâu hả các bác? Phải không? Đây cũng chịu rồi. Đó, ở đây thì người ta chế cái gì ở đây nè. À, nó có ren nữa ha. Rồi, cái này bán 300k. Rồi, A8 nó là một cái cây bào ha. Bà ơi, A8 này, nó là một cái cây bào gì đó, bào gốc hay bào gì đó các bác. Đó. Đây. Ở đây thì nó có cái hãm xuống hay sao này. Đó. Chữ đây ha các bác. Đó. Bào này không biết để bào gì trời. Cái này hình như nó bằng đồng nè các bác. Wow, bằng đồng luôn nha. Bằng đồng luôn mới đau chứ. Đồng bây giờ có giá lắm rồi các bác ơi. Đó, cây bào. Rồi. Cái bào này bán 170k. Rồi. A9 này ha. Đó. A9 này là một cái cây mài cái gì, mài thủ công gì đó các bác, mài vàng, mài bạc gì phải không ạ? Đó, hàng của Lucky ha. Này. Hàng của Lucky. Rồi, cây này thì đường kính đá của nó là 7 phân rưỡi ha. Đá của nó đường kính là 7 phân rưỡi. Đá của nó đây ha. Rồi cái này là kẹp vào bàn ha. Đó, cây này thì bán 230k. Rồi cái này nó bự hơn nè các bác ha. Cái này bự hơn, lực lưỡng hơn này. Đó. Đá mài của nó dày hơn nữa ha. Này là của thằng Sanda gì đây ha. Đó. Made in Japan nè. Santoton. À, nó là của hàng Santo hả? Đó. Cái này về thì các bác phải tra dầu nhớt vô thì nó sẽ trơn tru hơn ha. Quay nó nhẹ nhàng. Rồi. Cái này bán 350k. Nó bự lắm nha ba. Nó bự gấp đôi con kia đó ha. Bự mà nặng lắm. Đây hai con này, để gần nhau này. Đó. Rồi, các bác hình dung ha. Rồi, ở đây thì có một ít dây điện Kawasaki lõi 2.0 các bác. Dây này là dây 1 da. Lõi 2.0 ha.
2.0 dây một da màu trắng. Quần này nó là 5,2 ha. 170 một ký nha các bác. Bữa nay dây điện nó lên giá là 170 một ký ha. Quần này 5,2 là 880k ha các bác. Dây điện Kawasaki. Dây một da nha các bác. Lõi 2.0. Đồng của nó thì sợi này là sợi đồng ở trong nó rất là to các bác. Nó to mình có thể nhìn thấy từng hột hột luôn đó ha. Đó. Đó, các bác thấy không? Đó. Cho nên là nó chịu tải rất là ok đó các bác. Rồi. Ở đây thì mã A11 ha các bác. A11 là một cái cây rìu. Cây rìu này còn khá là zin ha. Đó. Nó còn khá là zin luôn ha các bác. Nè. 6 ly. Đó. Đây từ đây xuống là 6 ly. Bản 12. Bản 11, 11, 11, 6 ha. Đó. Cái cán xuống như này là 11 ha. Con này là 6 lạng rưỡi. Đó, 6 lạng nữa chưa tính cán. Thì ở trên đây nó có một cái hình trái tim hay gì đó các bác. Đó, nó có chữ nhật luôn ha. Đó. Đó, rất là đẹp ha các bác. 1/3, 1/4 ha. Ký hiệu rồi còn có chữ ở trên đây nữa ha. Đó. Rồi. Cái con này thì bán 270k. Rất là đẹp luôn ha các bác. Về cái cán này thì về các bác làm cái cán nào nó kiểu kiểu một chút ha, chứ còn cán nhật nó làm cái thẳng nhìn nó không phê bằng mấy cái cán nào các bác làm kiểu kiểu ha. Đó, nhìn nó cơ bắp hơn. Rồi A12 đó, bác nào mà thích cái con nào mà nó nặng nặng tay ha, con này là 9 lạng. Đó, cũng một bên 3 vạch, một bên 4 vạch này. Con này như nó làm thủ công đó các bác, làm thủ công à. Đó, nó đập bằng tay, rèn đập bằng tay này. Đó. Con này thì nó không có chữ nhưng mà nó có ký hiệu này là thay cho chữ rồi ha các bác. Đó. Nặng 9 lạng luôn ha, thích hợp cho bác nào mà khỏe khỏe một chút thôi. Bản lưỡi của nó là 12.4, cán xuống là 6/2 ha. Đó. Rồi, cây này bán 280k. 280k. Rất là nặng, trâu bò ha. 9 lạng nha các bác. Người ta đập thủ công này, nhìn là đập thủ công này. Xấu xấu vậy thôi, nhưng mà chất lượng của nó thì phê lắm ha. Rồi, A13. A13 là một cái cây súng Iwata hả, súng sơn hả, mà nó mất cái sơn này, hình như nó mất cái đầu ở trên này rồi. Đó. Iwata khá là bự ha các bác. Đó, size này là size bự đó. 701 ha. 200k. Rồi, A14 ha, là một cái bay. Đó, nó còn khá là mới hả các bác. Mới chắc chắn lắm ha. Một cái bay. Đây, 120k. Rồi, A15 nó là một cái xúc này, xúc đất hay xúc gì đó bác, nó bằng nhôm nha, nhôm nguyên khối nha, đúc nha, nhôm nguyên khối đúc, nó có rãnh tay cầm ở dưới nè, nó rãnh đó, cầm rất là trà phê ha. Đây. Đó. Nhôm đúc nguyên khối nha các bác, chứ không phải là nó làm rỗng đâu ha. Đó, 1, 2, 3, 4 nè. Rồi, cái này bán 130k. Rồi, cái kéo cắt tôn của Mitsubishi này các bác. Chữ nhật này. 379 ha. Đó. Nó có hình Mitsubishi. Cái con này thì rất là đẹp này, không mẻ không gì hết ha các bác. Những cái con kéo cắt tôn này cắt thì phê lắm các bác ơi. Em thử cắt cái tôn 2 gem, 2
hai gem hay là hai gem rưỡi gì, cái tôn mà tôn nó tôn lợp chuồng dê ha các bác, cắt thì rất là ngọt ngào ha. Rồi 26 160k, cây này chưa vệ sinh gì hết luôn ha, mà nó đẹp như thế này này các bác. A17 là con dao đi rừng ha, dao rừng này thì nó không có chữ được ha. Đó. Lưỡi 15 bản 5 phân. Đó, lưỡi 15 bản 5 phân. Dày 8 ly luôn các bác. Sống dao dày 8 ly luôn ha. Châu bò. Rồi, con này thì bán 220k. Rồi, tiếp theo đến em này. Em này thì có chữ nè các bác không? Đó, em có chữ nè. Con này khá là nặng ha. Nặng mà cán nó rất là dài này các bác. Con này dùng để phát hả? Để phát hay để làm gì đó các bác ơi? Lưỡi 15 năm. Bản 5 phân 3. Đó, lưỡi 15 năm bản 5 phân 3. Con này dày 8 ly rưỡi ha các bác. Dày 8 ly rưỡi ha. À, con dao này nó thẳng này. À, cái sống dao nó cong lên. À, nhưng mà cái độ lưỡi của nó là cũng khá là thẳng ha. Con này bán 240k. Rồi, A19 là một cái kích thước 1 mét ha các bác. Kích thước 1 mét này. Đây. Đó, cái thước này dài 1 mét ha. Cái này số khung của nó là số cái thước là NO101F gì đó, 7L ha. Đó, nó của hãng con chim cánh cụt ha các bác. Dấu kiểm định của Nhật nè. Pick up gì đó ha. Rồi, ở đằng sau này nó còn cả cái tem gì đây nữa các bác ha. Đó. Rồi nó có bảng quy đổi gì nè ha. Đó. Bảng quy đổi gì đó các bác. Nhìn vô mà chóng mặt luôn, toàn là tiếng Nhật không à. Rồi, cái cây A19 này. Bán 280k. 1 mét nha các bác. Rồi, dao chặt của Seki ha các bác. Dao chặt Seki. Thì hàng này nó có số lượng nha các bác. Đó, dao chặt Seki Japan. Chữ khắc chìm. Mark in Japan. Thì bản của nó là 10 phân, dài 20 phân. Dày 5 ly, nặng. Độc dao không, nặng 8 lạng rưỡi. Dao. Đó, dao nặng 8 lạng rưỡi. Các bác chặt xương gà, xương vịt thì khỏi nói rồi ha, không cần bàn cãi, nó chặt thì rồi. Và nói xương heo, xương bò thì nó 8 lạng rưỡi thì chặt nó rất là đầm rồi, khỏi phải chê gì hết rồi các bác. Thứ hai là thép không rỉ, rất là sạch sẽ, bỏ trong bếp rất là sạch sẽ ha các bác. Cây này thì bán 250 một cây thôi. Rồi, tiếp theo là mấy cái thùng đồ nghề ha các bác. Hôm nay thì về được rất là nhiều thùng đồ nghề ha. Thùng đồ nghề. Đầu tiên là cái thùng A20 này đi ha các bác. Đó, của thằng San này ha. Đó. Thì ngoại hình của nó em chưa vệ sinh gì hết ha. Đây, chưa vệ sinh gì hết luôn. Nó có độ chế từng ngăn này, nhưng mà nó bị mất rồi. Về các bác chịu khó cắt mấy cái miếng tôn mỏng mỏng á. Các bác làm ngăn cho nó ha. Rồi, em thì đã kiểm tra rồi ha. Còn rất là ok. Đây, các bác thích xem đít. Đó, đít của em nó đây. Chưa hề thủng, chưa hề gì hết luôn. SA Sen gì ha.
rất là cứng nha các bạn, rất là cứng và dày. Đó. Các bạn để ý những cái thằng thùng đồ nghề mà nó làm cái quai như thế này thì rất là cứng. Đó. rất là cứng ha. Nó tốt hơn là những cái thùng kia, nó tốt mà nó chất lượng hơn ha. Để ý cái quai như thế này ha các bạn. Con này 320k. Rồi, thùng này nó không có thương hiệu gì. Đó. Nhưng mà nó dày cũng chả kém cạnh thằng này. Nó nặng ký hơn các bạn, thằng này nó nặng ký hơn thằng này luôn. Đó. Nó nặng ký hơn thì sao? Thì là chất lượng của nó sẽ tốt hơn. Nặng ký hơn thì là nó dày hơn. Đó. Nó dày hơn nên là nó sẽ nặng ký hơn. Thì ở trong này chưa có vệ sinh, chưa có làm gì hết các bác. Đó. Thằng này nặng hơn à? Thằng này nặng hơn thằng này, nặng gấp rưỡi thằng này luôn. Đó, đít của nó này. Ủa, thùng này chưa bị móp gì luôn nha các bác. Thùng này chưa bị móp gì luôn ha. Thùng này gắn 330k. Chuyển móp khá là nặng. Nặng thì nó dày hơn ha. Rồi, đến em này. Đó, em A22. Đây. Mày bác bên Nhật trang điểm cho nó này. Đó. Lót lót cái này giống như là cái mấy cái tấm gì đó mà nó ấy chân nữa các bác. Lót cho nó sạch sẽ. Đó. Lót là còn cả ốc vít này. Ở trong này thì có một cái lưỡi cưa lọng. Cái lọng gãy thì sao đâu các bác. Đó. Bỏ trong này luôn cho các bác luôn ha. Người ta lót như thế này thì tất nhiên là không bao giờ bị mục ở dưới được rồi. Đó. Lót cái tấm giống như là cái sợi, giống như sợi cái cỏ nhân tạo đó các bác ha. Hình của nó đây ha, nó bị chóc sơn, dần dần nó bị chóc sơn. A22 này, rồi con này thì bán 250k. Rồi A23. Rất là đẹp này các bác. Đây. Rất là đẹp luôn. Như mới luôn này. Nói chung nó chỉ bị dơ thôi các bác. À, nước sơn nó còn chưa bị chóc này. Rồi. Cái đít của nó đây ha. Thùng này thì bán 240k. A24 này. Đó. Đây. Thùng này nó chỉ có một ngăn thôi ha. Rất là dày nha các bạn. Thùng này thôi khỏi phải chê rồi. Dày vãi trưởng luôn. Nè. Đính hai chân các bạn coi rồi. Nó dày một cách vãi trưởng. Thua. Rất là dày ha. Trong này thì nó có báo của Nhật này. Đó. Người ta lót báo của Nhật này các bác. Đó, các bác nói không phải thùng Nhật đi. Rồi, cái thùng này thì nó khác cho nên là đo ha. Còn mấy cái thùng kia thì những cái size giống như những cái size mà size trước em bán rồi đó ha. Đó, một cái thùng này thì nó khác đây này. Rồi dài là 40 ha.
ngang 20, cao 15. Thùng này 350k. Giày vãi trưởng rồi các bác. Đít cả loài ha. Đó. Rồi, 25. Một cái này không biết là của hiệu nào các bác. Này. Ha. Đó. Nó còn khá là kíp cho nên là mở ra hơi khó. Đây. Đó, nó chỉ bị dơ thôi các bác. Dơ thôi, đây. Chùi đi nước sơn là nó còn này, không? Em chưa vệ sinh. Nè. Các bác thấy gì chưa? Đó. Tem của nó còn nguyên luôn ha các bác, không? Nè. Vãi thật chứ. Thùng này thì nó cũng không kém cạnh cái thùng này đâu hả, nó cũng dày trang vậy đó. Rồi, thùng này thì dành cho mấy bác nào mà sử dụng ít đồ ha. Đó, ít đồ nhỏ không. Rồi, dài là 35 năm, ngang 15, chiều cao là 10 10 5 ha. 25 170k. Đây. Đó. Đó, thấy gì chưa? Thùng giáp đứng em giận luôn hả các bác. Rồi, các bác thấy nó không bị biến dạng ha. Đã chuyển rồi. Rồi, em này của KTC này, Kyoto Ton này, đó, còn cả tem luôn đó. Bit của nó đây ha. Rồi, hai thằng này thì kích thước nó giống nhau ha, khỏi đo ha các bác. Hai này kích thước giống nhau. Và ở trong này nó còn có cái gì đây? Nó có cái miếng lót này thì mấy bác nào xài kỹ thì có miếng lót này thì ở dưới nó rất là đẹp ha. À. Đó. Đó. Bác nào đúng mấy bác xài kỹ, mấy bác về cũng nên học vậy ha. Mình lót một cái tấm gì ở dưới đó, mình thì mình xài á, thì nó không, nó bị mục ha, nó bị rỉ. Lót thì lót tấm bìa cắt tông cũng được ha, hoặc là lót báo. Thì ở đây thì nó có một đống cái mũi gì này. Đây ha. Đó. Cái này là cái đinh đóng gì ha các bác. Chịu rồi. Đinh đóng gì đó ha. Đó, thì em sẽ để nguyên vậy gửi đi cho các bác ha. Quá này. Rồi. Thùng này cũng 170k. Đây. Đó, thùng đồ nghề như thế này thì thôi chứ. Đến đời con rồi cháu chưa hư nha các bác. Rồi, video của em xin kết thúc tại đây ha. Bác nào mà coi video của em cảm thấy giá cả hợp lý thì ủng hộ em ha. Còn các bác nào mà coi video mà thấy giá cả nó không hợp lý ha, thì có thể bỏ qua video này giúp em ha. Rồi, bác nào thấy hay thì cho em xin một like ha. Like, bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi nha các bác. Rồi, chào tạm biệt các bác nhé.